Trương Dịch cúi đầu xuống vẻ mặt có chút khó coi, đưa tay lên ôm mặt cảm thấy bản thân có chút rối bời. Những thứ ảo ma Canada này chỉ có thể dùng huyễn học để giải thích mà thôi phải không? Biên quân võ thản nhiên nói một điều khá trừu tượng. Thượng đế là một người thích gieo xúc sắc. Chính vì vậy mà thế giới này có thể biến thành hình dạng gì thì không ai có thể đoán biết được. Biên quân võ tiếp tục nói thêm một số giả thuyết. Từ trên những luận điểm vừa nêu ra, vẫn còn tồn tại một dị nhân nếu may mắn chúng giải độc đắc. Một đẳng cấp cuối cùng, đó cũng chính là cấp bậc trong truyền thuyết dị nhân Omega, level 6. Biên Quân Võ nhắc tới cấp 5 đã khiến cho Trương Dịch rối bời, thì khi nghe thấy cấp bậc Omega thì con ngươi của Trương Dịch thu nhỏ lại, vẻ mặt ngơ ngác. Biên Quân Võ gõ ngón tay xuống mặt bàn tiếp tục kể, cấp bậc này thực ra vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết, đi qua hàng ngàn đời nay chưa bao giờ xuất hiện, chỉ là có người đã đưa ra một giả thuyết rằng có dị nhân sở hữu vô hạn trường không gian, và đây cũng chính là hình thái dị nhân cao nhất sở hữu sức mạnh không giới hạn và có tiềm năng phát triển vô hạn đẳng cấp mà tôi vừa nói tới, đại khái trên ý nghĩa có thể hiểu nếu phát triển đến đẳng cấp đó thì người đó thực sự là một vị thần. Khụ khụ, cụ, Biên quân Võ nói tới đây thì đột nhiên Biên quân Võ ho một tràng dài. Tiếp đó vội vàng đưa một tay lên che miệng ho kịch liệt, Trương Dịch ở phía đối diện thấy vậy liền vội vàng đứng dậy vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Trương Dịch nhìn Biên quân Võ như vậy thầm lo lắng hỏi: "Biên đội trưởng, anh không sao chứ? Để tôi giúp anh gọi bác sĩ kiểm tra nhé." Biên quân Võ ho một lúc lâu mới dừng lại được trên mặt biên quân võ mồ hôi tuôn ra hiện rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt lúc đưa bàn tay ra thì hiện rõ một vệt máu trên khóe miệng nhưng vẫn tỏ ra không thay đổi sắc mặt trả lời không cần đâu bệnh cũ tái lại mà thôi nhưng những điều này không thể qua được sự quan sát của trương dịch biên quân võ lấy lại trạng thái bình thường khoanh tay lại thản nhiên nói tôi gặp họa mắc bệnh nan ý thời gian sống cũng không còn lâu nữa đâu nếu không phải bởi vì vấn đề này thì tôi cũng không cần thiết chủ động thỉnh cầu bên trên ứng tuyển vào vị trí đội trưởng mang theo đội nhóm đến để xử lý những vấn đề rắc rối này Trương Dịch nghe Biên Quân Võ giải thích thì bản thân thầm hiểu ra vấn đề. Thì ra đúng như mình suy nghĩ, đúng như những gì Trương Dịch nghĩ, Biên Quân Võ hiện tại thương thế nặng nề, nhưng chưa rõ là tự nhiên bị bệnh hay bởi vì sử dụng sức mạnh siêu năng lực của mình mà thành ra như vậy. Trương Dịch do không thể đoán được, nhưng cũng không tiện hỏi vì vậy mà có thể tùy cơ ứng biến. Thời kỳ hiện đại ngày nay y học rất phát triển, kể cả ung thư cũng đều tìm ra cách chữa trị. Liệu còn có bệnh nan y gì không thể chữa trị? Nhìn về phía Biên Quân Võ Trương Dịch liền nói ý, bác sĩ hiện có trong nhà của tôi cũng chính là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện trong thành phố thiên hải để cô ấy kiểm tra thương thế cho anh một chút nói không chừng sẽ có hiệu quả đấy biên quân võ lặng thinh nghe trương dịch nói một hồi thì liền đưa ngón tay lên ra hiệu không cần và nói cậu không cần phải thăm dò tôi làm gì tôi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết lần này thân trình tới đây tôi hy vọng trước khi chết có thể thực hiện nhiệm vụ thật tốt để đổi lấy thật nhiều điểm cống hiến biên quân võ trước mặt trương dịch gỡ cặp kính dâm xuống sắc mặt tái nhợt dị thường con ngươi cũng không còn như bình thường mà đột nhiên chuyển sang màu trắng xám bên trong trong mắt không còn nhìn rõ con người biên quân võ từ từ kể lại sau khi chuyện này kết thúc sau khi tôi qua đời thì vợ con của tôi có thể sinh tồn ở một môi trường tốt hơn trong hoàn cảnh hiện nay biên quân võ nhìn thẳng về phía trương dịch với ánh mắt hờ hững giải thích năng lực của tôi phải đánh đổi và trả giá bằng sức khỏe và thị lực của mình đây cũng chính là nguyên nhân tại sao sức mạnh của tôi chỉ có thể được đánh giá ở mức delta lỗ hồng chết người của sức mạnh này khiến tôi trở thành siêu sát thủ với số lần sử dụng hạn chế cậu hiểu điều này chứ trương dịch trong lòng của mình dường như đã thầm hiểu ra liền thở dài một hơi trương dịch cũng đã rõ ràng quả nhiên dị năng của biên quân võ đối với cơ thể tổn hại rất nhiều thậm chí là tiêu hao tuổi thọ của bản thân trương dịch trầm mặc một lúc rồi nói ra hóa ra chính là dạng này nhưng tôi lại không ngờ rằng anh lại nói với tôi về siêu năng lực của mình một cách thẳng thắn và dứt khoát như vậy đối mặt với lời nhận xét của trương dịch vẻ mặt của biên quân võ vẫn lãnh đạm như bình thường lạnh lùng nói chúng tôi cần sự hợp tác của cậu trong hoạt động tiếp theo để đối mặt với làn sóng zombie ở thành phố thiên hải biên quân võ từ từ đeo lại cạm kính dâm của mình rồi nói vì vậy điều quan trọng và mấu chốt là chúng ta phải hiểu rõ ràng được năng lực và khả năng của nhau đây cũng chính là muốn để cho cậu biết được năng lực của tôi không thể sử dụng vô hạn điều này sẽ đẩy nhanh tôi đến với cái chết bây giờ tôi gần như chẳng khác gì một người mù lòa toàn bộ phải dựa vào thiết bị thị giác phụ trợ này để nhìn được mọi thứ hiện tại tôi chỉ nhìn thấy cậu như một hình bóng mờ ảo phát ra ánh sáng màu đỏ biên quân võ mở lời một lần nữa nhắc tới vấn đề đã đề cập trước đó cậu có muốn thử vận may ở vùng giang nam không khả năng và năng lực của cậu rất có tiềm năng và có thể thăng cấp lên cấp bậc epsilon trong tương lai nếu chỉ ở lại thành phố thiên hải nhỏ nhoi này sẽ chỉ làm hạn chế tiền đồ của cậu trương dịch tỏ ra không hứng thú trước lời đề nghị của biên quân võ bản thân chỉ lạnh lùng trả lời tôi không có bất kỳ tham vọng nào và tôi không muốn tranh giành công trạng hay đem công thành danh toại ra để làm mục tiêu sự nghiệp của mình Trương Dịch mỉm cười nói thêm, "Tôi chỉ muốn cùng với những người xung quanh mình tận hưởng và sống tốt những quãng ngày tận thế, rồi sau đó chờ đợi thế giới khởi động lại." Biên Quân Võ đưa tay ra chặn lời nói của Trương Dịch rồi nói, "Đừng vội vàng rồi gấp gáp cự tuyệt. Nếu để nói trong thời kỳ băng giá như hiện nay, hoàn cảnh của các cậu đang rất tốt, nhưng môi trường sống ở nơi đó so với nơi này hạnh phúc và an toàn hơn nhiều. Ở nơi đó, con người có thể tiếp tục sống và sinh hoạt như trước ngày tận thế diễn ra, có thành phố, có đường đi, có chợ đêm nhộn nhịp, Biên quân Võ tiếp tục kể lể rất nhiều thứ để Trương Dịch có chút động tâm, ngoài ra còn có những căn hộ tiện nghi, dù sao thì cậu cũng không thể trải nghiệm những thứ này ở thành phố Thiên Hải. Trong đầu Trương Dịch bắt đầu hiện ra rất nhiều khung cảnh khu vực phồn hoa đô thị, nhân dân hạnh phúc sinh sống. Chỉ như vậy trong một khắc bất ngờ Trương Dịch lại có cảm giác mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng trước tận thế như vậy.